tự gánh nhẹ để xuống không có cho quay không vậy. Ôi còn buôn bán nữa chứ bộ. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì tôi đang ở đường Trần Nhân Tôn, quận 5. Phía trước màn hình tôi đây là một cái cô bán bánh canh ngọt. Vâng, cái cô bán bánh canh ngọt này thì khá là đặc biệt. Bởi vì mỗi khi mà muốn quay phim cô ấy thì cô ấy yêu cầu là phải có 2 triệu rồi cô ấy mới cho quay. Có nghĩa là phải đưa cho cô ấy 2 triệu thì người quay phim mới được quay. Và hôm nay thì tôi sẽ đến đây để tìm hiểu thực hư cái câu chuyện này như thế nào. Và cũng khá là hồi hộp. Bởi vì đi quay phim mà người ta đòi 2 triệu thì cũng hơi khó khăn cho chúng tôi. Vâng, bây giờ thì tôi sẽ thử đi đến ạ. Một bịch nhiêu cô? Quay hả? Dạ. À, quay phim là một lần là 2 triệu rồi cô? À, quay phim là 2 triệu vậy, tự gánh nhẹ để xuống không có cho quay không vậy. Ôi còn buôn bán nữa chứ bộ. Cho ông bạch ơi. Viết như ít tiền hơn được không cô? Tiền là nhiêu? Tại vì tụi con không có nhiều tiền lắm. Mấy triệu? 1 triệu rồi cô? Dạ. Cô 1 cô 1 triệu là thấp nhất rồi cô? Ừ. Chứ gánh nhẹ để cho tụi bay quay không khỏi lấy gì ta bán. Vậy hả cô? 1 triệu thì mắc quá không? Ờ, mắc rồi thôi, chứ ít nhẹ gì cũng cho quay đâu không? Dạ. Bán chè một bay thôi, khỏi bán luôn. Ba bánh chè là quay là bán không được hả cô? Quay sao đó bán? À. Con tưởng cô mà cho quay thì tốt quá. Thôi, không có cho quay đâu. Dạ. Thôi bán cho con bịch cũng được cô. Dạ, 10 ngàn. Dạ. Bánh chè bán rồi mình quay khỏi bán luôn. Dạ. Không phải bánh chè chút xíu người ta. Vô bánh chè gì rồi. Đã giá xe ra hả? Cô ơi, một cánh chè này thì làm hết nhiêu tiền cô? Bánh chè đã bán hết tới 2 triệu mấy rồi á. 2 triệu mấy hả? À. Không phải chẳng chơi đâu. Phải bánh chè như mấy. Nước nhiều không? Cũng hết nhiều rồi. Cô chiều có bán đâu cô? Được. Chiều bán 3 triệu á. Cho 3 triệu phải không cô? À. À. Vậy để con về con tính toán lại, nếu mà quay được thì con ra cho 3 triệu hả cô? À, 1 giờ. 1 giờ phải không cô? Dạ. Vâng, chúng tôi đã đến thử liên hệ với lại cái cô bán chè, nhưng mà cô này nhất quyết là đòi 2 triệu cho một lần quay. Nên với chi phí hạn hẹp nên chúng tôi chắc phải quay về thôi và không quay được tiếp. Vâng, nếu mà một lần quay như thế này mà mất 2 triệu thì chúng tôi hầu như là không đủ kinh phí để thực hiện mấy cái clip cho mọi người xem. Rất là khó cho chúng tôi. Theo tìm hiểu của tôi thì món bánh canh ngọt này có một cái tên gọi đầy đủ khác, đó là chè bánh canh ngọt. Đây là cái món chè khá là quen thuộc của người dân thôn quê ở các tỉnh miền Tây sông nước. Món chè này thì được nấu bằng cái sợi bánh canh bột gạo, khá là dai. Cái bánh canh bột gạo này thì được nấu ngập trong nước đường thốt nốt, rồi có gừng thái sợi nữa. Và khi mà múc ra chén thì cái cô này cô ấy bỏ thêm cái nước cốt dừa. Ăn vào thì tôi cũng chưa thử ăn lần nào, nên tôi cũng không biết là nó ngon hay là dở hay là như thế nào. Chắc lát nữa thì tôi sẽ về nhà để tôi thử xem là cái chè này nó có cái hương vị như thế nào. Thank you.
cái điểm bán chè bánh canh ngọt này của cái cô này thì nằm ngay trên đường Trần Nhân Tôn, trước một cái khu chợ khá là đông đúc, nên chính vì cái người qua lại nhiều nên cái chè của cô này cũng khá là đắt khách. Đặc biệt là những cái cô, các cô, các chị thì đến đây mua cái chè bánh canh ngọt này khá là nhiều. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tôi đã mua được phần bánh canh ngọt của cái cô ở trên đường Trần Nhân Tôn, quận 5 về. Đây, đây là cái phần bánh canh ngọt mà tôi đã mua. Thì bây giờ thì tôi sẽ mở ra để cái chất lượng của cái bánh canh ngọt này như thế nào. Thì tôi sẽ review cho mọi người, để mọi người biết. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái phần bánh canh ngọt này ra. Một phần bánh canh ngọt như thế này thì cái cô đó cô bán 10.000 đồng một bịch như thế này. Nhưng mà đến khi chúng tôi xin quay phim thì cô nó phải 2 triệu mới được. Đây, tôi sẽ đổ ra. Ở trong này có cả nước dừa nữa các bạn. Nước dừa với lại mè. Nhìn cũng rất là hấp dẫn. Để tôi đi lấy cái thìa. Bây giờ thì tôi sẽ trộn lên. Bánh canh này thì được nấu bằng cái nước đường, có cả nước cốt dừa rồi mè. Nói chung tôi cũng không biết là cái này nấu như thế nào, để ăn thử. Khá là khó múc. Bột này thì rất là mềm. Bột này rất là mềm, có vị béo của nước dừa, của nước đường, có vị thơm của mè. Cũng ăn rất là ngon. Rất là ngon và béo ạ. Cũng rất là đáng ăn. Cô này thì buổi sáng thì cô ấy bán ở đường Trần Nhân Tôn, quận 5. Còn buổi chiều thì cô ấy bán ở chỗ chợ Bà Triệu các bạn. Khoảng 1 giờ thì cô ra chợ Bà Triệu. Tôi sẽ ăn thêm một
có thể thấy. Rất là ngon. Vâng, với giá 10.000 thì một cái phần bánh canh ngọt như này cũng rất là đáng đồng tiền. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người.